Rogers and Stark. Mojo. Chúng ta sẽ cùng nhau để nhìn lại cái quá trình học của mình trong quý 1 vừa rồi của năm 2023. Để có được những trái ngọt ấy,
là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn học sinh cũng như của các thầy cô giáo cho các con có thể có cái kết quả học tập tốt hơn nữa trong quá trình học tiếp theo. Với phương châm là có công học tập có ngày vinh danh, Oceano tự hào ghi danh các bạn nhỏ lên bảng vàng hàng quý nhằm động viên và cổ vũ tinh thần học của các bạn trong quá trình học vừa rồi, đồng thời cũng là ghi nhận và vinh danh các con có những thành tích học xuất sắc để các bạn càng ngày càng phát huy hơn nữa. Đến với buổi vinh danh ngày hôm nay, xin chào mừng một sự có mặt của cô Thơ là giám đốc của Oceano chi nhánh Vinh. Xin mời cô. Và với các giáo viên nước ngoài của chúng ta có cô Lisel, Miss Lisel. Cô Kyle ạ, Miss Kyle. Dạ, cô Bonnie ạ. Và cô John, cô John. Thật tiếc là hôm nay thì cô Laika xin phép vắng mặt là bởi sức khỏe của cô không đảm bảo để tham gia cùng với cả các bạn. Và ở đây thì cũng có rất nhiều các bạn là học sinh của cô Laika đúng không ạ? Và đối với và các vị phụ huynh đã và hơn hết là sự có mặt của các bạn học sinh sẽ được vinh danh trong ngày hôm nay ạ. Đặc biệt hơn và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì xin phép mời tất cả các bạn học sinh cũng như quý vị phụ huynh và các cô giáo chúng ta sẽ nhìn lên màn hình để xem lại một video ngắn về chặng đường hoạt động của Oceano trong những năm vừa qua. Phát triển trong suốt 16 năm của Oceano. Trong suốt quá trình đấy, thật vui vì là luôn có sự đồng hành của tất cả các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh. Xem xong clip, bố mẹ và các bạn thấy như thế nào ạ? Cô tin rằng là các vị phụ huynh có thể là vừa rồi nhìn lại cái quá trình đấy, chúng ta đều sẽ có được những cái cảm xúc khác nhau. Và có thể là cũng có những cái khó khăn của các bạn trong suốt quá trình học. Nào hôm nay mưa gió như thế nào? Các bạn đi học về mệt quá không chịu đi học? Hay là cái việc là gì, các bạn đi thi về những kết quả chưa được và trong cái những việc thời gian vừa qua thì sau cái thời điểm mà bị khủng hoảng của đợt dịch á thì có những bạn là cũng nghỉ khóa nhiều, thì thời gian tới đấy thì là công ty trong cái chương trình vinh danh này thì bên công ty cũng sẽ có những cái lớp hỗ trợ và lớp những cái lớp đặc biệt hơn để làm thế nào để định hướng các bạn và hỗ trợ các bạn để đạt cái kết quả tốt nhất. Thì cô cũng xin được phép chỉ có gửi lời cảm ơn tới tất cả các bậc phụ huynh và cảm ơn cái sự đồng hành của các phụ huynh trong cái thời gian vừa rồi ạ. Cô xin thể ạ. Và có tài ông sẽ đến đúng không? Miss, please come here and tell me some information for
share some information. Hello. How are you doing? Hello, everybody. All right. I would like also to say good morning to the parents, to the mother and the father, and uncle, grandfather, grandmother who are here this morning. Okay. I would like to share to you a quotation from George Bernard Shaw. He said, "Life is no brief candle for me. Candle is it? It is a sort of splendid torch which I have get hold of for a moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations." My warmest congratulations to all of you for having, for achieving something today. Later, you will be receiving gifts and certificates from Ocean Edu. Continue to turn on your potential, soar high, and aim high. Good morning, everybody. Vừa rồi thì cô Ly sẽ có chia sẻ đôi lời với các bạn đúng không? Trên ống thì không có dấu chân của kẻ lười biếng. Và cô mong rằng trong quãng thời gian học vừa rồi các bạn đã có nhiều bài học ý nghĩa, thời gian thú vị tại Ocean Edu. Và cô mong rằng trong thời gian tiếp theo các bạn sẽ luôn phát huy và cố gắng hơn nữa những tiềm năng mà các bạn đang có. Xin mời cô Thơm, cô Ly Xéo và cô Ngọc Ánh lên trao quà cho học sinh ạ. Hiện tại trên sân khấu là bạn Trình Đức Huy ạ. Cô xin phép mời bố mẹ của Hoàng Dương chụp ảnh cùng con trai ạ. Let's take a look at it.